Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Cúp Huy rồi nha. Đây là góc khoe cá các bạn. Góc khoe cá trá hình. Thì hiện tại mình muốn nuôi thêm cái dòng này á, nên mới nhập về. Thì các bạn đọc cái tiêu đề của cái bài viết thì đừng có ngạc nhiên là kiểu dòng mới gì các bạn. Dòng mới đối với mình thôi nha các bạn. Đây là dòng coi Red Air, nhưng mà điều kiện không cho phép nên người ta chơi là full tay, mình chơi một tay thôi. Mình chơi dương quá, trống cũng dương quá này, mái cũng dương quá nha các bạn. Đó, trống dương quá, mái dương quá luôn. Dương quá có nghĩa là một tay. À, coi một con full lưng nữa các bạn nè. Coi con này nè, đó đang đi ra đó, full lưng một tay nha các bạn. Đó, đẹp không? Đây là cái dòng cá cũng hot hồi xưa đến giờ rồi. Mình giờ mình mới thử sức nuôi nó thử đấy các bạn. Đó, thấy phê không các bạn? Nhìn đẹp ghê. Thì giá cũng mềm thôi nha các bạn. Mình mua chỗ quen nên giá cũng không có cao lắm. Về thử nuôi để mà có, tại do anh em hỏi nhiều quá, mình nuôi thử 2-3 tháng sau thử có tình hình, có cải thiện cái bộ tay bơi của nó không, nó có lên đỏ hết. Mình nuôi thử nghiệm nha, nói chung mình nuôi thử nghiệm để mà mình quay clip cho anh em tham khảo. Đây là coi có tay nha. Đây một bên ngửa bên đây hồ này, đây là coi không tay luôn nè. Đó, coi gen e không tay luôn nha. Mình đây hồ là mình mua ba con mái riêng, ba con mái sai cối rồi, sắp đẻ rồi các bạn. Hồ sai cối rồi, coi ngón tay út mình nè. Đó. Nó to rồi, nó to lắm. Nhìn đây, nói chung mà nhìn ngoài nhìn nó đẹp hơn trong clip nha các bạn. Đây là sắp đẻ rồi, thì mình cũng muốn làm cái clip này, mình mua về để có mục đích hết. Thứ nhất mua được cái dòng cá mới mình chơi thử, và mình muốn làm clip này để mà cho anh em á, có biết được á, là cái con gen E này nè, nó nuôi tỷ lệ lên tay là bao nhiêu phần trăm rồi nha các bạn. Nhưng mình người Phật việc thật, mình làm thật cho anh em để chia sẻ cái kinh nghiệm. Nếu mà nó lên tay nhiều á, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đó lại cho anh em chơi, để có thể làm ra được con cá nó có giá trị. Lên tay thì giá trị hơn con không tay. Ví dụ như lên tay không tay thì bán có 1/3, 1/4, 1/5 của cái con lên tay nha các bạn. Ví dụ một cặp lên tay, hai tay bán 500, nhưng mà con này ấy, có thể bán được 60-70 ngàn cặp thôi. Đó là không tay nha. Nên á, mình cũng muốn làm cá này ra thử, và có thể chia lại nếu mà làm thành công, và mình sẽ làm clip chia sẻ lại, và có thể chia share lại cho anh em để anh em có thể làm những cái con cá ra và chất lượng. Nói chung bây giờ những con này hơi bị mắc các bạn. Ở thị trường bây giờ nó đứng rồi, tại do là hồi xưa mình có hai cá nhập từ Trung Quốc về á, mà từ cái đợt dịch mới đợt dịch này mấy tháng nay là từ thức ăn Artemia, thuốc, rồi những cái con cá nhập này, đa số bên mình bên Việt Nam mình toàn nhập coi Red Air không nha. Đã nhập coi Red Air của bên Trung Quốc là nhiều, với những một số dòng nữa thôi. Hình như là mình mới chia sẻ, mình trao đổi với cái anh ở trên kia thì anh kêu là cái con binh bông á các bạn. Binh bông mình hiện tại mình cũng nhập ở bên Trung Quốc là nhiều, mà giờ là binh bông nó không có nữa rồi, ở không nhập về được, về nó gom ở mấy lái mua gom và tất cả cái trại miền Tây lên, nên cái giá nó đôn rất là cao. Hiện tại binh bông rất cao nha. Rồi con cả coi Red Air bắt đầu nó đang, nói chung hiện tại là nó đang kéo theo từ cái không nhập được và không xuất được luôn, không nhập được từ Trung Quốc, và Việt Nam không xuất được qua cho những cái con cho nước khác nữa. Ví dụ như cá hồi xưa là mình xuất những cái con cá beta nè, beta xuất đi Thái nhiều lắm các bạn, đi Thái, đi Indo nhiều lắm, mà giờ hiện tại đó beta nó cũng bị đứng luôn rồi. Mình cũng chia sẻ với anh Đa chạy các kiển Damonda các bạn, cái đó anh nổi tiếng á, mới lên nó về trao đổi với ảnh xíu, ảnh kêu ảnh thì ảnh có kinh nghiệm nhiều rồi, ảnh có chia sẻ như vậy. Nói chung là giờ rất là khó khăn, cái hiện tại cái cảnh mình bị kéo theo cái dịch này cũng rất là nhiều,
Nên anh em chia cho cá ít. Và giá cá hiện tại cũng rất là mắc nha các bạn. Đó, đó là một số chia sẻ của mình hiện tại, mình theo mình được biết như vậy. Mình cũng quen những anh mà bán Artemia thì giờ người ta sẽ chuyển ra những cái dòng nội địa của mình nè. Mình có Artemia Vĩnh Châu ở, nhưng mà ở Bạc Liêu có gì ở dưới ở miền Tây làm á, mình nói không chính xác nữa. Nhưng mà giá rất cao, người ta không chuyển qua đó, người ta nuôi, người ta ăn bằng con đó. Một hộp bình thường một lon đỏ lon xanh hồi xưa tầm 450, 480, 500. Bây giờ chuyển qua 800, 1 triệu một hộp, một lon Artemia nha các bạn. Đó, nên cái thị trường bữa nay cũng bị đóng băng rất nhiều, nói chung bị độ thổi giá rất nhiều. Đó, gốc thì mình cũng quay chia sẻ cái clip ngắn này cho các bạn xem thôi nha, chứ để mà cho các bạn biết mình có nuôi con này, rồi sau này vài tháng nữa cái gì mình có ra cá mình có thể đăng lên cho anh em tham khảo nha. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công trên đam mê của mình. Rồi xin chào.